Qua 5 năm triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sản xuất công nghiệp phát triển cơ bản ổn định, theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, đi vào chiều sâu. Nhiều ngành hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh tăng trưởng tốt. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp đạt ít nhất 20% trong GRDP của tỉnh. Độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt bình quân 9,8% một năm. Trong đó, công nghiệp chế biến đạt 9,5% một năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ngành công nghiệp đạt 1,6 tỷ đô la. Đến năm 2030, phấn đấu duy trì giá trị sản xuất công nghiệp trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ trọng ngành công nghiệp đạt ít nhất 25% trong GRDP của tỉnh. Công nghiệp chế tạo đạt 10% phục vụ cho ngành nông sản chế biến, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đầu tư phát triển ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Phát triển khu cụm công nghiệp theo đề án được phê duyệt. Phát triển khu cụm công nghiệp năng lượng tái tạo.